ơi, chạy, chạy đi. Ôi, chạy đi. Chạy. Đó có bảo không? Tức là em nghe ô ô đông 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 đó là chả. Chả bắt đầu là cứ không đất rồi nói chung là nó đùa đó, nó đùa sót chân. Chả xuống tới dưới này là xe cổ rồi là nó tao thấy xuống dưới này luôn. Là nước dâng lên là vô nhà là tất nhiên là coi như tới 2 giờ sáng thì dọn đồ là không kịp. Nước lũ nhà đấy là coi như là trên 1 mét. Ở đây thiệt hại là thứ nhất là tài sản, bây giờ là lúa thóc, gà vịt.